Hai mọi người đã quay trở lại với VB Channel, mình là Ngọc. Ngày hôm nay mình sẽ ngồi đây và nói cho mọi người nghe một vài điều đánh giá về con iPhone 8 Plus thì có thật sự đáng mua sau 2 năm hay không. Thì đây, nhân vật chính của chúng ta đây, đây là con iPhone 8 Plus. Hơi ngập ngừng một chút tại vì em này thì Ngọc mới sử dụng gần đây thôi, Ngọc chưa sử dụng trước đó bao giờ cả. Thì hôm nay thì sau những ngày mà Ngọc tìm hiểu về nó thì Ngọc cũng đã cho mọi người biết là nó có bị lỗi thời hay không sau 2 năm nha. Rồi, dù đã trải qua 3 thế hệ nhưng mà iPhone 8 Plus vẫn được săn đón và là chiếc điện thoại đáng mua theo mình là như vậy. Thì Ngọc sẽ chia ra thành ưu điểm và khuyết điểm của iPhone 8 Plus để cho mọi người dễ dàng đánh giá nha. Ok, bây giờ Ngọc sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là đánh giá về ưu điểm của em iPhone 8 Plus này nha mọi người. Thì trên tay Ngọc đang là sản phẩm của thịt trái táo khuyết. Thì chỉ cần nhiêu đó thôi là cũng đủ là lý do để cho mọi người lựa chọn sản phẩm này rồi đúng không? Tại vì nó là iPhone của nhà Apple nữa, cho nên đây là một sản phẩm uy tín. Mà khi mà mọi người nhắc đến thương hiệu Apple thì tất nhiên là ai cũng biết. Và đây là một sản phẩm cực kỳ chất lượng đến từ một cái thương hiệu cực kỳ uy tín. Chính vì vậy là mọi người có thể lựa chọn em iPhone 8 Plus này. Thì nhiều hơn như vậy nữa thì Ngọc sẽ đi vào phần hiệu năng của nó. Thì nhờ cấu hình của cái iPhone 8 Plus này thì Ngọc đánh giá là nó vẫn còn mạnh nha. Và sử dụng chip A11 Bionic, đây là sẽ cho chúng ta nhiều cái hiệu năng tốt. Khi mà mọi người sử dụng thì mọi người cũng sẽ thấy được là những cái trải nghiệm cực kỳ mượt mà luôn. Nói đơn cử ở đâu xa thì bây giờ Ngọc sẽ cho mọi người một ví dụ, đó là khi mà chúng ta chơi game sự vẫn sử dụng tốt với lại em iPhone 8 Plus này nha mọi người. Tại vì khi mà mọi người, nếu mà mọi người chú ý, mọi người quan sát á, thì kiểu chúng ta sẽ thấy được là những cái game thủ nổi tiếng á, họ vẫn sử dụng con iPhone 8 Plus này để sử dụng trong thi đấu. Thì chỉ nhiêu đó thôi là cũng đã chứng minh những điều Ngọc nói ở trên là hoàn toàn là sự thật rồi đúng không? Lý do tiếp theo là con máy này sử dụng hệ điều hành iOS. Mà hệ điều hành iOS thì mọi người cũng biết rồi, cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là hay và cả những cái app của nó cực kỳ đa dạng luôn. Và hệ điều hành iOS thì mọi người cũng biết rồi, đây là một cái điểm mà kéo người dùng đến với iOS và cũng là điểm thu hút và là điểm giữ chân người ta ở lại với iOS. Thì chính cái hệ điều hành này của nó, nói chung là không cần nói gì nhiều đâu là mọi người cũng biết rồi đúng không? Rồi, và một cái điểm nữa là có hệ sinh thái đồng bộ với tất cả các sản phẩm của Apple, từ đến Apple Watch cho đến MacBook cho đến iPad, tất cả đều được đồng bộ với nhau. Cho nên nếu như mà mọi người đã sử dụng các sản phẩm khác của Apple rồi thì mọi người sẽ sử dụng iPhone để có thể đồng bộ được cái hệ sinh thái này. Thì theo Ngọc đánh giá thì em máy iPhone 8 Plus này vẫn sử dụng ngon lành cho đến 2-3 đến 3 năm nữa nha mọi người nha. Đối với những cái trải nghiệm nhẹ của chúng ta, những cái tính năng nhẹ của chúng ta. Còn nếu như mà mọi người sử dụng để chơi những cái tác vụ nặng như là game á, thì chắc là sử dụng để tầm ngon lành thì đến 1.5 năm nữa. Cho nên là mọi người có thể cân nhắc khi mà sử dụng mua em iPhone 8 Plus này nha. Ok, và phần tiếp theo mà Ngọc muốn nói đến mọi người khi mà sử dụng mua cái em iPhone 8 Plus này, đó chính là vì camera của nó. Thì đối với nhà iPhone bây giờ thì kiểu như là đã ra được 3 camera rồi đúng không mọi người? Thì đối với lại em iPhone 8 Plus này đang sử dụng là 2 camera, là camera kép. Thì Ngọc đánh giá thì nó vẫn chưa lỗi thời đâu. Ngay cả em iPhone 11 mới ra còn sử dụng 2 camera cơ mà. Cho nên là chính là điều đó thì nó chưa có tạo sự lỗi thời. Ok, và Ngọc sẽ đi đến điểm đáng mua tiếp theo của em iPhone 8 Plus này mà khiến cho nó chưa lỗi thời, đó chính là cái phần camera của nó. Thì do tính chất tốc độ cái chụp hình của iPhone 8 Plus này vẫn rất là nhanh. Và tính chất mì ăn liền là tất nhiên là chúng ta chụp hình xong thì chúng ta có thể sử dụng cái ảnh đó, chúng ta đăng hình liền luôn. Cho nên là vì tính chất như vậy mà không cần phải qua nhiều cái phần mềm, quá nhiều phần mềm để chỉnh sửa mọi người. Cho nên là em iPhone 8 Plus này vẫn cho chúng ta những cái trải nghiệm chụp hình khá là ổn. Ok, và đi đặc biệt sâu hơn một chút thì Ngọc sẽ thấy là nếu như mà chúng ta muốn có những cái bức ảnh có màu sắc hoặc là chân thật,
hay là giống với lại môi trường thực tế nhiều á, thì mọi người vẫn có thể sử dụng em iPhone 8 Plus này. Nó không sử dụng phần mềm, nó không có can thiệp phần mềm quá nhiều. Mà theo Ngọc sử dụng những cái dòng smartphone khác á, thì Ngọc cảm thấy là không ưng lắm, tại vì màu sắc của nó đã bị thay đổi do sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh quá nhiều á mọi người. Cho nên là em iPhone 8 Plus này có thể được coi là đây là một cái điểm cộng của nó. Ok, đó là tất cả những gì là ưu điểm của em iPhone 8 Plus này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào phần khuyết điểm của iPhone 8 Plus nha mọi người nha. Thì về khuyết điểm thì chắc là không có nhiều đâu. Ngọc cảm thấy thì nó vẫn không có ảnh hưởng gì đến phần trải nghiệm cái chất lượng của máy của chúng ta. Thì một cái điểm mà cần phải nói thì em này có một cái kiểu dáng khá là lỗi thời rồi mọi người ạ. Do cái xu hướng bây giờ smartphone là sử dụng cái màn hình tràn viền, mà em này thì cái viền nó rất là dày, dày lắm luôn mà không biết dùng để làm gì, chỉ để chứa loa và camera thôi, hay là chứa cái vân cảm biến ở dưới đây thôi. Nhưng mà nó chiếm diện tích rất là nhiều cho chúng ta, cái phần hiển thị không, cái độ rộng của cái phần hiển thị nó không cao, không nhiều nha mọi người. Thì đó là một cái điểm trừ khá là lớn. Nhưng mà đối với lại những người mà người ta vẫn thích những cái kiểu hoài cổ và thích kiểu truyền thống thì vẫn thích cái kiểu dáng của em này. Và cái đó là phần mặt trước thôi nha, đối với phần mặt trước thì nó lỗi thời thôi. Còn đối với phần mặt sau thì Ngọc vẫn thấy là sử dụng kính cường lực này nọ các kiểu vẫn cho độ sang chảnh cực kỳ luôn. Camera, ngay cả camera cũng rất là hiện đại, có viền kim loại nha mọi người. Thì nó nói chung là đánh giá là kiểu dáng hơi lỗi thời thôi, còn không có gì mà phải quá nhiều, ảnh hưởng quá nhiều. Nếu như mà chúng ta không để ý thì vẫn không có gì đáng nói cả. Và cả một cái điểm mà Ngọc thấy là nếu như mà mọi người cho mọi người thấy là cái phần viền dày này nó vẫn không ảnh hưởng gì. Khi mà mọi người chơi game á, thì chúng ta hay bị chạm, kiểu như là cầm như thế này thì mọi người hay bị chạm vào trong những cái nút mà nó cận cái viền á, thì rất là gây ức chế và khó chịu khi mà chúng ta đang trải nghiệm game. Nhưng mà đối với em iPhone 8 Plus này với cái phần viền khá là dày thì Ngọc thấy là không có bị gây ảnh hưởng và không có gây cảm giác khó chịu gì nhiều khi mà chúng ta trải nghiệm game nha. Một cái yếu điểm của em này nữa đó chính là sự không có Face ID và chỉ có cảm biến vân tay thôi. Cho nên là đối với một vài người mà người ta vẫn thích sử dụng Face ID thì nó đã lỗi thời rồi. Ok, đối với em iPhone 8 Plus này mà chúng ta có thể mua tầm giá là khoảng 10 triệu. Bây giờ hiện tại thì tầm giá khoảng 10 triệu, nhưng mà 10 triệu thì chúng ta chỉ có thể mua hàng cũ mà thôi. Nhưng mà không sao cả, khi mà mọi người có thể chọn lựa được một nơi uy tín và chất lượng để hoặc là có người kiểm tra chất lượng cho chúng ta. Còn nếu mà không thì mọi người sẽ dễ dàng trở thành một món mồi béo bở cho những người mà bán hàng phát hay là hàng bị lỗi. Thì mọi người phải cẩn thận khi mà mua nha. Với cả là khi mà em mua em này thì bây giờ sạc em này chỉ có 5W thôi, cho nên là cho chúng ta cái tốc độ sạc á nó khá là chậm như rùa bò vậy đó. Cho nên là mọi người cũng cân nhắc khi mà mua sản phẩm này nha. Tổng kết lại thì mặc dù là không có màn hình tràn cạnh tràn viền, không có Face ID, nhưng mà với những cái tính năng hiện tại của nó, với cho những cái chất lượng không đến nỗi tệ, và với cái nhất là với mức giá như thế này thì mình nghĩ là đây là một chiếc điện thoại đáng để mọi người mua. Về các nhu cầu về giải trí hay là tất cả những nhu cầu khác mà để gắn bó lâu dài thì iPhone tất nhiên là một sản phẩm uy tín vẫn cho mọi người thỏa mãn những cái trải nghiệm như thế này. Ok, và phần đánh giá iPhone 8 Plus sau 2 năm đã lỗi thời hay chưa đã kết thúc rồi mọi người ạ. Cho nên là Ngọc sẽ chắc là phải dừng video ngay tại đây rồi, buồn quá đi. Thì mọi người ơi, khi mà đã xem rồi thì nhớ nhấn like, share và subscribe kênh giúp Ngọc nha. Chắc là phải bye bye mọi người rồi. Thì mọi người gặp lại ở những video sau. Bye bye.